nhận định giá DOT, Alchemy mở rộng sang hệ sinh thái Polkadot thông qua giao dịch với A-Star. Nhận định giá Sol, Solana bị hack, diễn biến tiếp theo. Một số tin vắn khác về thị trường tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Điểm lại các tin vắn crypto trưa ngày 4 tháng 8. Chào các bạn, tôi là Hali đến từ Skyverse TV, sẽ đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày 4 tháng 8 hôm nay. Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain. Sau đây là các tin chính về thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua. Thứ tư vừa rồi, Alchemy, một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain, đã công bố một thỏa thuận với A-Star để mở rộng sang hệ sinh thái Polkadot. Sự kiện hợp tác này cho phép các nhà phát triển A-Star sử dụng Supernode, dịch vụ hàng đầu của Alchemy, để đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng. Về cơ bản, Supernode hoạt động như một nền tảng phần mềm trung gian cho các DApp của A-Star, duy trì kết nối và giảm thiểu khả năng gặp sự cố về mạng. A-Star cung cấp dịch vụ hợp đồng thông minh hỗ trợ DApp như máy ảo Ethereum EVM và WebAssembly, qua đó cung cấp khả năng tương tác với các parachain khác của Polkadot. Bên cạnh đó, Alchemy cũng cung cấp dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng nút API trên 3 blockchain khác bao gồm Ethereum, Polygon và Solana. Vào tháng 2, Alchemy đã huy động được 200 triệu đô la với mức định giá 10,2 tỷ đô. Sau đây hãy cùng Skyverse TV đi đến phần nhận định xu hướng giá DOT. Xin lưu ý rằng đây chỉ là nhận định chủ quan từ Skyverse TV, không phải lời khuyên. Các nhà đầu tư hãy suy xét thật kỹ và làm chủ trước hành động mua bán của mình trong thị trường đầy rủi ro này. Tại thời điểm đưa tin, DOT đang ở quanh vùng 8,1 đô. Giá DOT hiện vẫn đang nằm ở đúng vùng nhận định ngắn hạn của chúng tôi vào ngày 5 tháng 7, rằng trong ngắn hạn, DOT sẽ tăng lên quanh vùng 7,5 đến 7,7 đô. Về dài hạn, chúng tôi giữ nguyên nhận định, kỳ vọng DOT sẽ giảm về quanh vùng 3,7 đến 4,4 đô. Các bạn hãy click vào link đang hiển thị ở góc phải màn hình để kiểm chứng thông tin. Tiếp nối thông tin vụ hack Solana ngày hôm qua, có một số nguồn thông tin cho rằng Solana đã bị tấn công thông qua ví nóng của Apple. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vụ việc này chi tiết hơn, cũng như cập nhật lại xu hướng giá Sol. Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, gần 8.000 ví tiền kỹ thuật số đã bị tấn công, với tổng thiệt hại lên đến 5,2 triệu đô, bao gồm token Sol của Solana và USDC. Tài khoản Twitter Solana Status đã xác nhận rằng, tính đến sáng thứ Tư vừa qua, đã có khoảng 7.767 ví bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công này. Ước tính của Elliptic cao hơn một chút với 7.936 ví. Trong khi đó, CEO kiêm nhà sáng lập công ty Ava Labs, ông Emin Ganser, cho biết số ví bị ảnh hưởng trong vụ tấn công Solana là hơn 7.000 và con số còn tiếp tục tăng thêm mỗi phút khoảng 20 ví. Mặc dù vẫn chưa xác nhận phương thức hack, nhưng trong một bài đăng trên Twitter, Anatoly Yakovenko, người đồng sáng lập và là giám đốc điều hành Solana Labs đã tiết lộ rằng sự cố này diễn ra có thể là một cuộc tấn công chuỗi cung ứng vào ví sử dụng hệ điều hành iOS của Apple. Tấn công chuỗi cung ứng là một cuộc tấn công mạng nhắm vào doanh nghiệp thông qua các nhà cung cấp của doanh nghiệp đó. Như vậy, doanh nghiệp có chuỗi cung ứng càng lớn hoặc càng phức tạp thì nguy cơ tấn công càng cao. Trong trường hợp của Solana, có thể hacker đã tấn công thư viện ví iOS của Solana để lấy trộm khóa cá nhân. Có được quyền truy cập vào các khóa cá nhân này, hacker sẽ có khả năng bòn rút tiền từ các ví nóng, bao gồm các dịch vụ ví Phantom và Slope. Về xu hướng giá Sol, hãy cùng chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Xin lưu ý rằng, đây chỉ là nhận định chủ quan từ Skyverse TV, không phải lời khuyên. Các nhà đầu tư hãy suy xét thật kỹ và làm chủ trước hành động mua bán của mình trong thị trường đầy rủi ro này. Tại thời điểm đưa tin, giá Sol đang đặt quanh vùng 39,3 đô. Kể từ bài nhận định vào hôm qua, Sol vẫn chưa có nhiều biến động. Giá hiện tại đang có xu hướng giảm về đường xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Cụ thể, nếu phá qua được mốc kháng cự quanh 45 đến 47 đô, chúng tôi kỳ vọng trong ngắn hạn, Sol sẽ có một nhịp hồi phục lên quanh vùng 58 đô. Trường hợp giá Sol tiếp tục giảm và phá qua kênh xu hướng tăng giá thì mô hình hai đỉnh sẽ được kích hoạt. Khi ấy chúng tôi kỳ vọng Sol sẽ tiếp tục giảm về quanh vùng 25 đến 28 đô. Để biết thêm chi tiết, các bạn hãy click vào link đang hiển thị bên phải màn hình để xem bài nhận định cũ của chúng tôi về giá Sol. Tiếp theo sau đây là một số thông tin hot khác về thị trường tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Ngân hàng thành phố Trung Quốc phát hành khoản vay nhân dân tệ kỹ thuật số, sử dụng tài sản trí tuệ làm tài sản thế chấp.
vào hôm thứ Tư vừa qua, Ngân hàng Thương mại Nông nghiệp Trương Gia Cảng thuộc tỉnh Tô Châu của Trung Quốc đã thông báo phát hành khoản vay 500.000 nhân dân tệ kỹ thuật số với tài sản trí tuệ làm tài sản thế chấp. Khoản vay này được chấp thuận bởi Cơ quan Quản lý Thị trường Tiêu dùng của thành phố, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính và các quan chức thành phố. Hai ngày trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ muốn tăng số lượng địa điểm thử nghiệm nhân dân tệ kỹ thuật số, vốn hiện đang có ở 15 tỉnh. Trong bản cập nhật dữ liệu gần đây nhất, cụ thể là vào ngày 31 tháng 5, Ngân hàng Trung ương đã thống kê 264 triệu giao dịch nhân dân tệ kỹ thuật số với tổng trị giá 83 tỷ CNY, tức 12,29 tỷ USD kể từ khi thành lập. Hơn 4.567 triệu thiết bị đầu cuối thương mại trên khắp Trung Quốc đã chấp nhận nhân dân tệ kỹ thuật số để thanh toán. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin được điểm lại các thông tin nằm trong chương trình tin vắn Crypto trưa ngày hôm nay cho quý khán giả cùng theo dõi thêm như sau. Celsius phải đối mặt với hành động pháp lý bởi các khách hàng lưu ký bị vi phạm hơn 180 triệu đô la tiền gửi. Celsius đang phải đối mặt với hành động pháp lý từ một nhóm 400 khách hàng sở hữu khoảng 4% tổng tài sản bị khóa trong mạng lưới của Celsius, tương đương với 180 triệu đô la. Các luật sư của Celsius trong phiên điều trần phá sản đầu tiên vào ngày 18 tháng 7 đã tuyên bố rằng người dùng đã từ bỏ các quyền hợp pháp đối với tài sản tiền mã hóa của họ khi chấp nhận các điều khoản dịch vụ. Cụ thể, khách hàng sử dụng chương trình Celsius Earn đã chuyển quyền sở hữu số tiền của họ cho công ty. Do đó, vì Celsius sở hữu key nên họ cũng có thể sở hữu số coin đó và được tự do sử dụng cũng như bán, cầm cố số coin đó. Khách hàng kiếm được lãi từ tiền gửi nhưng mất quyền kiểm soát tài sản của họ. Robinhood cắt giảm 23% nhân lực do khủng hoảng thị trường tiền mã hóa trên diện rộng. Sau khi cắt giảm 9% nhân lực trước đó, ứng dụng đầu tư chứng khoán và tiền mã hóa Robinhood tiếp tục cắt giảm 23% nhân lực. Ông Vlad Tenev, CEO của Robinhood chia sẻ rằng công ty chủ yếu cắt giảm nhân sự ở các phòng vận hành, marketing và quản lý dự án. Ông Tenev cũng giải thích thêm về nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn, đè nặng lên cả thị trường chứng khoán và tiền mã hóa kể từ đầu năm đến nay. Tuyên bố vào thứ Ba vừa rồi, không phải lần đầu Robinhood cắt giảm nhân sự trong năm nay. Vào tháng 4, công ty này đã cắt giảm 9% nhân sự để giảm thiểu chi phí và tăng năng suất. Sau đợt cắt giảm nhân sự lần này, Robinhood dự kiến sẽ còn khoảng 2.662 nhân viên. Khối lượng đầu tư vào tiền mã hóa và blockchain tại châu Phi tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo vào ngày hôm qua, tính đến nửa đầu năm 2022, các công ty blockchain châu Phi đã thu hút được 304 triệu đô la tài trợ, gần gấp 3 lần con số 127 triệu đô la nhận được trong năm 2021. Nhìn chung, một số quốc gia châu Phi đang chứng kiến sự gia tăng áp dụng tiền mã hóa khi người dân hướng tới việc tích hợp tài sản kỹ thuật số vào các hoạt động tài chính thông thường. Theo sau sự tập trung của các nhà đầu tư tiền mã hóa ở châu Phi, hầu hết các quốc gia vẫn có cách tiếp cận quy định mơ hồ. Trong bối cảnh này, các quốc gia như Nam Phi đã công bố kế hoạch điều chỉnh và tích hợp lĩnh vực này vào các hệ thống tài chính chính thống. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tìm cách cấp quyền kiểm soát CFTC đối với quy định về tiền mã hóa. Một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ đang có kế hoạch đề xuất dự luật đặt các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum dưới quyền của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, hay còn gọi là CFTC. Việc thêm tiền mã hóa vào phạm vi của CFTC sẽ cấp cho ủy ban này nhiều tài trợ, ảnh hưởng và vị trí công việc hơn cho các cựu quan chức chính phủ. Nhà phân tích và giao dịch tiền mã hóa Josh Rager đã phản ánh về thông báo này rằng dự luật sẽ giúp tăng giá đối với tiền mã hóa, đặc biệt là khi Ethereum được coi là hàng hóa. Đồng thời, dự luật này là sự bổ sung mới nhất cho một loạt các điều luật nhằm xác định quyền tài phán đối với loại tài sản mới, bao gồm các dự luật mà Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Christine Gillibrand đã đề xuất vào tháng 6 nhằm làm rõ các quy định về tiền mã hóa như phân loại tài sản kỹ thuật số. Cơ quan giám sát chứng khoán châu Âu đề ra các quy định mới để kiểm soát lĩnh vực tiền mã hóa. Cơ quan quản lý chứng khoán của Liên minh châu Âu EU đang dục dịch chuẩn bị để tăng cường giám sát các giao dịch tiền mã hóa sau khi EU đưa ra các biện pháp mang tính đột phá để giám sát lĩnh vực này. Cụ thể, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán châu Âu ESMA sẽ giám sát những ông lớn trong ngành, trong khi các cơ quan trong khối 27 quốc gia sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho các công ty kinh doanh tài sản tiền mã hóa. Cơ quan giám sát cũng yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu về các giao dịch tiền mã hóa, bao gồm giao dịch giao ngay và giao dịch phái sinh. Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ Skyverse TV. Ngoài ra, nếu các bạn có bất cứ góp ý hay thắc mắc nào, xin hãy gửi thông tin tới chúng tôi ở link trong phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại! Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain.